để đảm bảo sức khỏe cho đêm giao lưu văn nghệ, vì chính những cầu thủ gọi là đêm giao lưu văn nghệ để thống nhất thời gian là chơi cúp pha xét. Cầu thủ nào chơi thì chơi thôi, nhiệt tình, mà không chơi thì ra để chúng tôi vào. Một đều. Một đều. Bắt đầu phát tốc. Được. Nghiêng về Nga Sơn. 1-0. Bắc Hải đã thay cầu thủ rồi, rất đẹp. Bán Lý vào sân đã làm gì được chứ? Chưa làm được. Đẹp lắm Bán Lý. Bán Lý truyền bóng đều rất đẹp, đẹp lắm. Hay quá, hay quá. Nga Sơn đã làm gì được chưa? Chưa làm được. Bỏ gió rồi nhưng mà bơm bóng chưa được. Đẹp lắm. Rê bóng không sai lưới. Một đều đổi điểm cho Bắc Hải. Làm gì được hay không? Đã đang phát bóng trực tiếp nhưng không làm gì được, phát bóng nhẹ lắm. Đẹp lắm, Thuyền Gia cũng chưa làm được cũ. Bán Lý làm rất đẹp. Về bóng rất đẹp. Đi quá, bóng chạm tay đi xuống sân. 2-1 điểm cho Bắc Hải. Anh Quỳnh Thế làm gì được chứ chưa làm được. Hay quá, hay quá, bóng bắt rất đẹp. Hay quá, chưa bơm bóng rồi. Bơm bóng rồi. Hiện nay hai đội đang trực tiếp bơm bóng. Thế là giơ chân bóng không được, hai đều. Giơ đỡ bóng không được, hai đều. Đẹp lắm, đẹp lắm. Bóng chặt tay đội Nga Sơn đi ra ngoài. Điểm cho Bắc Hải 3-2. Cầu thủ Lý Duân đã làm gì được chưa? Phát bóng trực tiếp chưa được. Chưa được, Lý Duân chưa làm được. Bóng cái chạm tay cầu thủ Nga Sơn đi ra ngoài. Theo cầu của bán tổ chức chúng tôi hội nghĩ lại thì thời gian mát đã còn dài. Vậy hai đội bóng nam vẫn tiếp tục chơi 5 xét. Ban tổ chức chúng tôi đã thống nhất với các bạn xét thôi. Không yêu cầu trọng tài viên thông báo lại là chơi 5 xét. Thiếu cầu của trọng thủ, cầu thủ. Cái này xét cho bà rồi. Đội điểm cho Nga Sơn 3-4. Lâu lắm người ta mới vào chơi, bữa thoải mái chơi mãi 12 giờ đêm đi. Bóng chặt tay rút lưới, điểm cho Nga Sơn 4-0. Chủ nhà chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp đón cả đêm luôn, sao đâu khách không ngờ lại đâu. Bóng chạm vạch, điểm cho Nga Sơn 5-4. Vâng, phòng nghỉ hiện nay rất nhiều và quán hát rất nhiều, vậy đợi khách cưa này chúng tôi đi hát karaoke luôn. Karaoke chúng tôi đã tổ chức màn rộng trên tại thôn Bắc Hải. Đẹp lắm, Thế Dân làm gì chưa làm được. Đẹp lắm, làm lại quả hai rồi. Có được chưa được. Hay lắm, bơm bóng chưa ghi được điểm. Đập bóng đâu. Bóng đã đi ra ngoài. Đổi điểm cho Bắc Hải 5-0. Đề nghị cầu thủ trên sân vỗ tay nhiệt liệt. Anh Lý Duân đang chuẩn bị phát bóng trực tiếp nhưng làm gì được chưa? Bóng đi rất nhẹ, chưa làm được gì hết. Đập bóng từ dâu của Nga Sơn rồi. Hay quá, bơm bóng trực tiếp. Đẹp lắm, đập rất đẹp, đẹp lắm. Chưa làm gì được. Thế ra đỡ bóng nhưng chưa làm gì được. Hay quá, bóng bỏ không vào đúng vị trí. Đấy, Lý Bán Lý đã làm gì được chưa? Cũng chưa làm được gì hết. Đẹp lắm, Nga Sơn đập rất đẹp. Bỏ bóng rồi. Đẹp lắm. Thế ra là chạm tay, bóng đi ra ngoài. Đổi điểm cho Nga Sơn 6-5. Hai đội thi bóng hết sức nhiệt và để diễn trên sân nhà cho thật đẹp. Hóa
đẹp hơn nữa. Bóng đã được gì rồi, chưa làm gì. Đẹp lắm. Hay quá. Bóng rất đẹp, đã làm gì chưa, chưa làm được. Bóng đá qua sân nhà. Hay quá. Được Nga Sơn có nhiều quả phản hồi rất nhanh. Phản hồi quá. Điểm cho Nga Sơn 7 năm danh bóng rơi bóng thực phẩm. Đội Nga Sơn phản bóng có nhiều quả rất đẹp. Hay lắm. Hay lắm. Bóng đã bắt nhảy chân. Bên nào được thì dựng đi. Tối điểm cho Bắc Hải 6-7. Bóng phát không qua lưới. Bóng phát không qua lưới. Đổi điểm cho Nga Sơn 8-6. Làm gì được chưa? Chưa làm được, chưa làm được. Hay quá. Đỡ bằng chân. Bóng là chạm tay đi ra ngoài cũng đã ten. Đổi điểm cho Bắc Hải 7-8. Thế ra đang phát bóng ăn trực tiếp đã làm gì được chưa? Chưa làm được. Bắt đầu anh ta phát. Cầu thủ biết ra. Hay quá, rất nặng nề. Quả bóng đi rất căng và căng tới hàng tạ. Bóng rơi tự do trước hai cầu thủ. Điểm đổi cho Nga Sơn 9-7. Nga Sơn phát bóng rồi, đã làm gì được chưa? Bóng đi